Đây, xin giới thiệu đến tất cả các anh em, đó là một cái sân đấu mới. Cái mới ở đây là thành trì của võ đường Giới Việt luôn. Cái sân, cái diện tích sân thì nó gần to bằng cái diện tích sân đấu của mình hay đấu luôn á, trên sân pha lê á. Thì cái bài trí của nó nhìn cũng rất là ok, thấy không, có hình dê đá đồ ok lắm. Đặc biệt đây là một cái đột phá mới này nha. Đây là cái nền cát, cát đỏ. Cát đỏ này là nó có độ bám nó tốt hơn, nó cứng hơn là cái kia một chút. Mình vẫn có độ trượt nha, thì mình cũng chưa có test đâu, thì hôm nay mình sẽ cho test thử luôn. Thì rồi, anh em miền Nam chuẩn bị tiếp chiêu nha anh em. Mình sẽ mang 10 con dế vào để thủ cái thành trì này. Thành này mang tên là thành Võ Đường Giới Việt. Rồi hy vọng rằng 10 con dế của mình sẽ thủ thành thành công, không bị lúng. Ít nhất còn 5 con mang về. Ok. Thành sân khá đẹp nha anh em. Dựa như tướng công thành đó mày. Một đạp. Một má mạnh chứ. Xin chào toàn thể anh em. Võ Đường Giới Việt miền Nam. Thì mình đã chuẩn bị xong đội hình để đi thủ thành rồi. Hiện tại là mình có tầm cỡ 14-15 con gì đó. Thì trong đó nó có 12 con chính và 3-4 con phụ. Rồi. Mình tin chắc rằng cái lực lượng như thế này sẽ thủ thành thành công. Thách thức tất cả anh em miền Nam. Tất cả anh em miền Nam có thể công lũng cái thành này nha anh em. Mình sẽ bảo vệ cái thành Võ Đường Giới Việt, ít nhất sẽ còn vài con tướng thủ thành trụ lại không bị công. Đã lên đàn rồi nè, chuẩn bị bắn. Rồi, xin chào 500 anh em. Hiện tại đã có được 6 người tham gia rồi nha anh em. Thì để trong quá trình chờ đợi một số anh em khác tới thì mình cho bạn này công thành trước. Tên gì, bạn tên gì? Tên Khoa hả? Ừ, Khoa. Khoa mang con dế, bây giờ đặt cho con dế này cái tên này đi, công thành nha Khoa. Rồi, con dế Khoa mang tới là con dế cà chua. Để công con dế thủ thành số 12 của mình nha. Thủ thành số 12 thì đã ở trạng dế chấm 2, mà dế của Khoa cũng chấm 1 à, nhỏ hơn chút. Không, cũng không đông. Thì cỡ tầm 10 người á. Ừ. Rồi ok, bây giờ Khoa công trước đi Khoa. Rồi, rút dế đi. Từ thôi. Cà chua vào... kiếm lọc đầu xuân nha, đây là kiếm lọc Noel. Gì vậy? Hàng chưa? Thân rồi mà. Từ đang bị hỏng ở đây. Gặp má này nó ổn định lại. Vậy kiếm tiền này vô. Rồi, thôi phim đã một tô binh rồi nha, bỏ vô không dám đá luôn. Nhìn dế gì quá dưới. Đây với phiền anh Nhân thả vô để lụm lụm 100.000 đầu tiên đây. Ôi thôi, nhìn dế gì mà lọc thòng dưới trời. Chị đang kiếm thì con máy này. Tôi thấy nó liệt cái giò rồi anh Nhân. Tên gì? Tên Long An một. À vô. Chuyên dạng Long An. Liệt giò liệt. Liệt mất cái chân trái rồi mà Long An một. Móng. Để móng thôi, chuyên liệt. Vô, Long An một. Vô công thành. Mẹ là phải mái rồi. Còn sao, cứ riêu với nó, cái gáy không kìa nó ra. Đấy, công thành mà còn tắt mái nữa mày. Vậy? Để ra cả dứt ra. Dứt ra cả. Dứt ra cả 100.000 dễ ăn 100.000. Dễ ăn 100.000. Long An một. Quay đi. Vô. Dự gì em dự. Ăn dế tay đỏ đâu không ăn được đó nữa rồi. Ăn nào anh đỏ anh nhân. Rồi. Nhìn gì nào mà ăn.
nghe gáy không mà cũng mất hồn, nghe gáy không mà mất hồn. Gáy gì mà gáy, gáy gì mà gáy. Chịu đá. Gáy mà chịu đá gì mà chịu đá. Giật nó xuống. Tay đỏ nè. Giật nó xuống. Giật nó xuống. Tay đỏ. Tay đỏ. Tay đỏ mà đâu có dễ. Tay đỏ. Tay đỏ. Tay đỏ. Nó quậy nó. Quốc nó. Làm thịt. Làm thịt gì? Thịt nào mà làm? Thịt đâu? Thịt gì mà làm? Ừ, dễ tướng thủ hành thứ hai 12 mà. Tướng thủ hành 12 đây. Giỡn hả? Giỡn gì mà giỡn? Rồi dạ. Giỡn hả? Cha. Chứ em đừng có nhìn con trời em sợ. 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 Trời sao 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 sao. Trời đất cha. Cái chân ơi. Đúng rồi. Cục luôn cái chân ơi. Cục nữa chân ơi. Hay lắm con á. Lấy lọc, hai lọc đầu sông, hai lọc đầu sông rồi. Mấy con tay đỏ đi mà không ăn, ăn nào. Mình định chưa nha. Đây, có tục ly chưa nha. Bước rồi. Dễ gì? Còn vô kìa. Chưa mà. Mà nó uống uống cái thuốc gì mà, chưa mà. Chưa mà anh nha. Dễ gì? Dễ gì lấy cái thành, dễ gì lấy cái thành. Dễ gì lấy cái thành, dễ gì lấy cái thành. Rồi, đúng chân rồi, đúng chân rồi. Chân lại đâu? Chân lại đâu? Một đều, một đều. Một đều quốc đó. Một cái. Rồi rồi. Dễ. Nghe gáy kiếm rồi, nghe gáy kiếm rồi. Quê đó nha, một đều rồi, một đều ra. Một đều ra, ra con anh lơ rồi. Đi gãy xong kìa. Lơ rồi. Lơ con chạy con lại là lại chạy rồi. Chạy rồi nha. Dễ lấy 100.000 rồi. Mình đã thay tướng Thủ Thành số 13 rồi nha anh em nha. Con kia hơi đuối chút à. Bây giờ thay rồi. Bây giờ người tiếp theo công là tên gì? Con nhớ là tên gì em? Bé xíu anh. Khang nha. Mang con bé xíu ra công. Rồi thả luôn em. Thủ Thành của mình trong đó cũng là con với cùng mung, nó to trạng hơn con bé xíu này một trạng á, một chị em á. Rìu vô luôn em, vô rồi, vô thôi, lấy thành thôi. Rồi lấy 100.000 thôi. 100.000 đâu mà lấy, lấy 100.000 nào mà lấy. Đây, 100.000 nào mà lấy. Trời ơi, xong rồi. Con nhỏ ghê, con nhỏ ghê, con nhỏ ghê. Con nhỏ ghê, con nhỏ rất là ghê. Con nhỏ mà rất là ghê. Mày, mày ghê này, ghê này. Lấy 100.000. Ghê này, ghê này, ghê này. Rất là ghê nha. Con Thành tuy nhỏ chạy hơn mà đá rất là tốt đấy. Sức khỏe vô vào mà bị áp đảo lại rồi. Bị con lớp áp đảo rồi, chịu không nổi rồi. Tốt, tốt. Con Thành rất đốt ly. Ly ghê nha. Dạ. Ghê không không? Rồi, chạy rồi. Chưa. Chịu nhiệt không nổi rồi. Chịu nhiệt không nổi rồi. Ra hiệp 2 đi. Ra quất luôn em. Rồi, tướng Thủ Thành đã thắng được một hiệp rồi nha anh em. Con này nó bé bé nhưng mà đá tốt, dễ sợ chứ. Dễ sợ. Nãy mà nó quất con lửa chặt. Lửa nó quất chặt con lửa. Chứ đâu. Đấy, để con nhân này nó hơi cứng. Với cứng hai ba cứng chạy. Rồi, đưa vô em. Đưa vô em. Anh kêu với cột với đồ gì mà nhìn quải quá. Vô hiệp 2. Dứt. Chịu nhiệt chắc không nổi rồi. Con. Chịu nhiệt chắc không nổi rồi. Nhát quá. Bắt tù binh chưa? Bắt được 2 con rồi. Con này là con thứ 3 nè. Con này là con thứ 3 nè. Rồi con kia chịu không nổi rồi. Ủa ly. Con kia được cái ly. Ủa ly rồi. Đồ, nghi hiểm chứ. Sao con chưa chạy đủ ly biến cao luôn. Biến cao luôn. Lâm giờ ăn. Chết cha đâu. Lâm 5 ngàn. Ơi. Đồ đắp ơi, đồ đắp. Mày biến khùng á. Mày biến khùng luôn rồi. Nó biến khùng luôn rồi. Nó không biết chạy. Đồ khùng. Mày khùng á mày. Tắm nó. Lâm 100 ngàn rồi. Tắm nó. Trời ơi. Đâu có dễ ăn đâu. Tắm nó. Chưa chạy đâu rồi. Chưa chạy luôn. Lì. Nghiến cái lì. Nghiến có chuyện mà nghiến rồi. Nó quay xong nó khùng luôn rồi. Không biết chạy rồi. Không chạy luôn. Mất gọi là mất thần kinh chạy rồi. Ủa thì con Thành thì ghê thiệt á. À cái này bầm trầy luôn. Hay không? À, tuy không lấy được nhưng mà cũng rất hay. Xuất xuất hiện một thế lực Tây Ninh lên rồi nha anh em. Mang theo 500 con không em? Anh em. Ừ. Đang theo nha. Ừ. Trương. Mang mười mấy 20 con thôi. Đủ lụm hả? Ghê mạnh. Anh con nhau vẫn là chú đảo trong tù nè anh ơi. Hai cái con này ơi. Trời thiêu má cho hai con luôn. Con em.
Cà chua dưa hấu, tớ phiên con dưa hấu vô đây. Dưa hấu có chút xíu à. Xíu. Sao mà lấy xíu. Được cái thành đây em? Cái thành này nó to thế mà sao em lấy được? Nó không biết chào nói. Trời ơi, một tớ tướng không bảy ra trắng thành nha. Con này con nhân tên gì đây? Tẩu tệ. Rồi, ok, thả một bắt đầu cái xanh. Hiện tại là lực lượng là tù binh là 4 con rồi nha anh em. Mình vẫn chưa bị mất một cái tấm lì xì nào. Hy vọng là từ đây người ta cuối buổi là không mất tấm nào luôn. Rồi dớt đi. Tướng Hữu Thành đây là cầu 1. Con cầu 1 dễ ăn lắm. Cái gì mà cầu 1, gì mà không hơi đồ đồ đó. Dễ ăn lắm, con cầu 1 dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm, dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Tướng Công Thành này thúc nó bị ghê nha. Dễ ăn lắm, dễ ăn lắm. Công Thành hả? Công Thành hả? Công Thành hả? Công Thành hả? Uống đồ bình. Công Thành hả? Công Thành hả? Công Thành hả? Kèo này ngon nè. Kèo này dễ ngon hả? Ngon hả? Dễ được. Lấy túi, lấy túi, lấy túi. Dễ lụm tiền. Dễ lụm hả? Kèo nào mà dễ lụm? Kèo nào mà dễ lụm? Kèo nào mà dễ lụm? Không có tướng nào mà dễ lụm đâu. Không có tướng nào mà dễ lụm đâu. Không có tướng nào mà dễ lụm đâu. Hai con này cảm giác nó đáng mất thế quá, nó hay bị lật. Hay bị lật. Con nào cũng vậy mà. Trò trò trò. Ăn chứ trò. Dễ gì? Trò. Dễ gì? Dễ gì? Dễ gì? Mày vẫn còn chưa chạy hả? 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 Dễ gì? Mày vẫn còn chưa chạy hả? Dễ chạy hả? Dễ chạy. Dễ bụng nó. Thì cắn bụng nó luôn. Thì cắn bụng nó. Cắn luôn. Cắn lại, cắn lại. Cắn lại. Cắn lại. Nó chạy là cho nó dễ bị lọc quá. Nó dễ bị lọc quá chứ còn có thể là nó khó ăn chưa chưa nha. Còn vài lần nữa mà. Đây. Rồi, cầm cái bao lì xì đó hết rồi anh Đông. Ừ. Bao lì xì đó hết rồi. Giấu đây nè. Đường nào cũng phát hết rồi. Dứt vô con khô máu luôn. Khô máu luôn, khô máu luôn. Vô hàng mới quải, vô hàng không không tí được. Khô máu luôn, khô máu luôn, khô máu luôn, khô máu chạy. Chưa chạy rồi. Chạy. Thấy má chạy ra chưa chạy. Mày chưa chạy hả? Cắn cái bụng đó. Cắn nó lại. Bụng đó. Đúng là mày cứ khùng lên cho tao. Nó muốn điên rồi đó. Nó muốn khùng lên cho tao. Nhìn cái kiểu nó là lắm. Kia không chỉ thủ hang được rồi đúng không? Đúng rồi. Thủ hang gì mà thủ hang? Hang nào mà thủ? Hang nào mà thủ? Thắng được. Cái này thắng kèn thôi chứ làm gì mà ấy được. Mày hả mày? Thế nó không thắng được đâu. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Cắn cắn xịt sữa là ok. Cứ cắn xịt sữa là ok. Cắn luôn. Cắn luôn. Cắn luôn. Cắn luôn. Nó cắn xịt sữa luôn. Dễ cắn luôn, cắn luôn, cắn luôn. Con nhân tiêu rồi, con nhân tiêu rồi. Nó hơi điên rồi. Nó hơi điên rồi. Nó hơi điên rồi. Nó điên rồi, nó điên rồi, nó điên rồi. Cắn luôn. Bút luôn. Nó cũng bị cắn nhiều quá chứ. Cắn nhiều lắm. Cắn cũng không phải là nguyên nhân. Nó xài đô lắm á. Xài đô pin á. Đô pin á. Đô pin nó dày quất nha. Cắn bụng. Dạ, dạ, đừng cắn bụng nữa. Lật nó dậy, lật lại. Cắn á. Do nó bị lật rồi. Trong gà. Nó bị lật. Cô lạnh. Còn con nhân lì á chứ bộ. Cũng rất là lì. Còn. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Gì vậy? Gì vậy? Gì đây? Gì đây? Trời ơi. Trời ơi. Tiên lấy được rồi nha. Rồi đây. Ok. Rồi thơm quá. Rồi. Thơm thơm thơm. Chúc con thứ sau sẽ là ok. Là còn cái gì? Đuôi trẻ hả? Của Khang nha anh em. Rồi công chưa? Trong này là con mạnh thú nha anh em. Rồi thả đây, thả đây. Ốc được rồi. Đây. Nó tắt máy là nó ok rồi. Tắt máy là nó ok rồi. Ok. Rồi, một bắt đầu. Còn anh em đồng chỉ mang dế thôi, 1.5 lên 1.6 không lên luôn này. Dế mang. Ở dưới mình là ngang ngang chạy lòng nhiều rồi. Rồi con đuôi trẻ gặp con mạnh thú nha anh em. Dứt. 1 gram. Thú còn nhỏ hơn chút không? Không, mà nó cho vô cái bụng bự thôi chứ. Rồi vậy. Mạnh thú nghe nó đồn dữ lắm rồi sao vậy không? Sao nó nhát rồi. Rồi, đi vô luôn anh em. Mười lần mạnh thú. Rồi. Cháy đi làm á. Vậy nghe nó cháy dọc 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 đường vậy. Đúng vậy cho. Mấy ốc tiều rồi cháy dữ. Mấy ốc tiều cháy một tờ. Dứt. Nhỏ nhỏ rồi cái thanh. Con kia nó bị đuôi một bên. Quốc rồi, một gắm. Chạy rồi, con chạy rồi. Chưa mà. Con em con em mái mà. Biết rồi. Má chạy ra, má chạy ra. Má chạy ra, má chạy ra. Má chạy ra, má chạy ra. 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 To hơn thấy rõ chưa? Con kia to hơn rồi. Nãy nó phải thấy to hơn mà. To hơn mà trâu có gì đâu mà sợ. 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 Giữ lì nữa. Có gì đâu mà sợ. Có gì đâu mà sợ.
Có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà sợ. Nó nhỏ hơn mà áp đảo cơ ha. Nó giật quá trời giật mà không cho chạy. Con kia lì bay. Lì mà. Con kia già hơn lì hơn rồi. To hơn. Chịu không nổi rồi. Nổi gì mà không nổi, nổi gì mà không nổi, nổi gì mà không nổi. Quất nó. Giết nó. Chưa nói được gì. Đâu 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 đâu. Nó đầu đầu cái đầu bằng cổ luôn. Mày mày chưa chạy, mày chưa chạy ha. Mày chưa chạy ha. Trời quất lì. Con kia lì. Vẫn lì. Giờ này mới chịu đá này. Chứ mà nãy nó còn nhát. Chạy ra, chạy ra con bự chạy ra. Yeah, một đều quay đi em. Rồi, vô, điểm thứ 3. Cái này á, cái phái gì á, cái này được. Vậy em hỏi ngồi lắm mình ra ngồi góc bìa luôn ta. Dứt. Dứt. Rồi, chạy luôn ra. Đây một cái bên nữa, cái bên. Này là không hấp được nữa là ủ luôn á. Con trường tên gì đây? Con trường tên gì đây? Quất què. Ra vô gặp mảnh thú nha anh em. Con này là kiều, này là kiều dở. Giờ kiều dở ra nó máu nó đá tăng bào. Con nào bữa kêu đá xoáy ra làm này hả? Không, con đá xoáy còn nhiều. Là tỉnh chưa con trường tỉnh chưa? Dở kêu. Con trường tỉnh tỉnh chưa? Dở gà kêu sao vậy? Má được gà đá sao sao không cần lấy tiền mà giờ cần đá thôi. Hay là đá. Rồi. Không ai đá. Đúng rồi. Giúp giá gì sao có sai đá. Rồi đưa qua anh em. Cái nhìn tôi mắt này tưởng 1.4 1.5 không à. Đó phiên trường nha anh em. Trường VS với mảnh thú. Cái gì miệng miệng này còn 1.55 rồi. Vô nhìn nó xúc cho xem tại ở nhà nó có mấy con này cứ nhìn qua nhìn lại nhìn nó ba con chân nó bị tật chứ không phải là bị nó bị tật chứ không phải bị gãy nha nó nhỏ hơn nó chân nó bị dính con lửa nó bị teo á chân teo cơ đó. Vô con của trường nha anh em, tới phiên trường công thành đây. Râu đẹp quá tự nhiên ra bị dính cái chân uổng rồi không chân teo mà nay dị tật hồi nhỏ đó. Vô vô đường riêu chứ được. Hai con này cỡ sai nhau đi. Dứt dứt. Con này chưa đá luôn. Con này với con này là lâu có cho cụng rồi xong can ra dứt. Đi làm đi luôn á. Quất. Quất quất đùng căng lửa ra, căng lửa ra. Nó làm mẹ quá. Thôi. Ngươi dậy mà. Ngươi đó đó. Vô chạy mà. Dứt. Quất què, quất què. Quất này đòn chưa? Dứt. 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 Quất què bóng ra. Cái bùng ra, cái bùng ra ha. Dứt. Dứt. Dứt, dứt, con trường cũng lì cơ chứ. Lấy đồng đuối rồi gặp con này con đá lì dữ. Dứt, dứt, đá cái lỗ đá gì mà dưới đi. Rang, rang căng lửa nè vậy á. Con này nó thúc ầm 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 thế ha. Chưa. Con mạnh thu nó lăn lướt rồi làm mày hả? Mày con thủ hay hay nè. Mày. Con trường nãy đòn tốt mà, nãy giờ chưa dính đòn. Nãy giờ chưa dính đòn. Con trường bị dính ngược, con trường bị dính ngược. Mạnh thú. Rồi, bung gì? Ai bung? Bung rồi. Bị lộn tâm. Mày ra sao vậy? Bị lộn tâm. Nó chưa chạy đâu. Để bay vô liền à. Con trường né ghê chứ. Nó cắn quá trời ngắn rồi không trúng không? Con nhỏ kia hay mà, hai con đều hay lắm. Nhanh à, thúc thúc hay nhưng mà con đọc bị qua một hiệp dài rồi. Qua một hiệp rồi. Anh kìa. Hồi nãy nó chưa có chạy. Nó chưa có chạy, nó quay lại nó muốn đá mà. Nó loạn. Đó, nếu mà... Đó, bây giờ không chạy nè. Nó đuối rồi. Lời. Cảm giác như là nó muốn đá mà nó bị sao á. Nó mất. Thấy chưa? Nó bị cái gì rút không đầu nó mạnh thiệt, đầu nó mạnh lên chung chất đòn chất lượng á. Mà bánh thú nó cũng muốn đá nữa kìa, tại con kia là nó đã nội thương rồi. Bánh thú nó còn muốn đá kìa, chuẩn bị rớt 100.000 rồi. Bánh thú nó còn lì không rồi, chạy rồi. Ok, chúc mừng Trương. 100.000 Trương mở vô yeah. Thấy mở vô kia vô là đúng con hành số 10 vào nha. Nguy vậy để trắng với là con của Trường mới nãy mới thắng con mảnh thú nha anh em. Rồi vô luôn anh em. Đến anh riêng đầu qua rồi. Rồi chờ xíu nha. Riêng qua lại chút. Anh bán này có đợt đá tứ hùng ngon. Trời con này 108 luôn quá. Con 108 đó. Đi mà có đá tứ hùng ngon mấy đây nãy lụm anh Nhân rồi. Thủ chưa? Nó bị lỗi rồi nè. Rồi vô. Bị sao nè? Thái được. Cái chân trước bên trái nè. Rồi thả ra kìa. Hình như nó bị vướng vô. Rồi gà thả ra anh em ạ. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Dứt.
quốc chưa, quốc chưa. Nó ghi lấy thành vậy ta. Dứt. 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 Không phải chuồng, không phải liền vỏ. Hai con này rơi mà. Thấy màu rồi, thấy màu rồi. Cái gì ta đi tìm, đang tìm đồ thủ mà hả? Dứt. 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 Sao hả? Dứt. 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 Đúng số 10 ra, đắng. Hút. Ủa con này là con bên này không chịu đá hả? Không phải, đây con 12, quên, sorry. Lộn, đây con 12 nha anh em. Con số 10 chưa đá. Dứt. Con môn thủ rất là tốt, con môn trắng tốt lắm. Vô đòn, ra đòn đồ rất là kỹ á, nói chung là vô bộ tốt lắm. Vô bộ. Nó trắng nãy giờ trắng rất là tốt không? Né đòn luôn. Mày trắng bậy này. Trắng bậy hả? Đuối chưa? Đuối chưa trường? Đuối chưa? Đuối chưa? Đuối chưa? Gãy chưa? Gãy chưa? Nó sụp thêm một cái chân nữa kìa. Nó mới mình như mình bị đỡ thêm cái chân đó. Không, đèn đá đó. Thấy bà máy. Đèn đá trong này nó quằn như trong này. Nó quằn như trong này. Rồi, có nọc chảy rồi. Rồi. Gì vậy? Dính đòn, dính đòn trong đùi à. Nó quằn trong hang đó chứ tôi. Chưa. Nó dính chân bên phải. Nó bị dính chân bên phải hay sao á? Nó bị dính chân bên phải. Này hết đâu gặp. Dính chân. Không, do nó quay trong hang nên là không có né được. Chung tình thế ở ngoài hang thì chắc chắn khó không có né được. Ở ngoài nó mất chân trước, nó bơi không được. Vô trong hang nó có cái nói chung giờ hai con như nhau rồi đó, cùng là cái chân giống nhau luôn á. Con này nó đâu nó đâu, con kia không có đâu. Chỗ liền nó không dễ chạy luôn rồi. Rồi xong chạy nhiều quá trời ơi. Vô đi lâu nha, cả năm nay đâu nhìn mấy ông bán vé đâu. Đừng đá trong hang con ơi, ra ngoài chơi khô máu luôn. Đừng có đá trong hang là được. Đừng vô hang. Chơi khô máu luôn. Một gram ra đâu muốn bung à. Mày còn lì hả mày? Hút nó. Một cắn. Chú chạy á, lì mày. Má nghe một cái rá. Nãy vô trong hang thôi, thực tế vô trong hang, khu trong hang. Còn. Lì mày. Rồi lấy lại nữa rồi. Vừa ra hai con ra khỏi hang cái sáng cái bạc rồi xong. Đá trong ngoài hang. Rồi ba đây, chơi đi. Lấy gì sáng? Nhiều lúc anh đang về sáng giật mình chạy vô. Quay cái đầu luôn. Dứt. Để hang nữa hả? Quay lại kìa. Gì chúng gì chơi đi, đụng mất con máy con đồ tùm lum la con đó vậy? Đụng mày hơn, không đâu không chúng nó đâu. Xem nó chúng chân nó đâu. Rồi. Rớt cái chân nó rồi. Rớt cái chân là bóng đá, không chạy. Lát yên quỷ nó lì rồi. Mày lì với mày. Lấy giờ không trường đâu mà con không chạy. Trời ơi nó đổ lì rồi. Rồi. Chưa. Muốn chạy rồi. Chịu nào. Rớt cái giò luôn rồi. Mà nó đá nó mà rớt đâu. Rớt cái giò. Mà nó đâu có thế nó đá nó đâu. Bây giờ nó đứng có một chân rồi sao đá. Có hai cái rồi nó lật tự. Thôi, dưới con anh vô hang đi. Nó còn đá được một chút nữa à. Nó thùng nó dịnh. Trời. Cái này mà nó thắng. Cái này mà sản nè, cái này mới sản nè. Ừ, thôi anh em bình tĩnh cho nó hai con ấy. Buồn má con nó gơ dưới cho. Nó đang kiểu chạy. Ngáo vậy. Con anh đồng á nó giống như kiểu một lần này chạy đó là cơ bản hai con bây giờ nó cũng là nó xíu quách rồi. Bây giờ con nào cũng có thể khả năng chạy đó mà không bây giờ con không để đồng thắng này mở thằng con nó vô ngày giờ này nữa chạy vô trong hang á thì con trường nó còn chơi để nó đá nữa không biết đâu là dạng như con trường nó bị nhấp nhô con này nó hoảng nó sợ đến như không phải con dế kiểu như vậy giống như zombie không kiểu sợ giờ con trường vẫn như đó dò chạy đấu lại ta chạy chi giờ nó chạy đâu luôn. Giờ nó suy nghĩ là nếu mà nó quay đầu nó sẽ bị cắn giờ là nó điều chết rồi kiểu như điều chết rồi còn dịnh cái chân trước là hay là hôm nay biết đâu cắn trúng cái chân trước lại anh đâu dịch là cũng có đúng không? Rồi anh thấy anh dính cái chân trước kìa. Khả năng là có, đôi khi nó tung đòn nhanh quá là mình không thấy á. Đó, chân trước anh dính lên này kìa. Thấy không? Điều cái không? Nó không nhớ vô luôn. Anh á. Rồi.
cái mạnh rêu mà rút rồi, rút rồi, rất là rút nó còn quay đầu, nó còn quay đầu, nó còn quay đầu một em không kiếm, nó không có một người để mà nó thích nữa luôn đó, nó còn quay đầu mà nó... chưa thằng Thái bay nó còn muốn vô hang mà còn muốn đâu rồi, rồi xong rồi. Đâu này thua mới đau nè. Yeah. Ai tưởng đây đâu quá. Dạ cảm ơn anh. Còn dễ như quá quá mà cầm tử luôn. Bắt xong rồi, mới đặt là vô. Con đun dừa hả? Đun dừa. Đã đun dừa có nhân vô công con số 05. Là cái bà trọng thành tiếng quá. Thủ thành với Thủ thành là tướng 05 nha anh em. Một râu. Còn nhận đâu rồi? Đúng vừa đây có vừa, vừa. Nước mắm rồi. Dứt ra. Cái đợt của bác dưới nhỏ đây nhiều vậy mà. Dứt ra. Nó tưởng còn của nhân trắng bu đó ngon rồi chứ. Ngon gì mà ngon. Đúng vừa. Với nhân màu gì á? Với màu đen á. Con kia là một mắt mà. Nhìn nó nhìn càng to hơn á. Càng to hơn hả? Đúng rồi, nó cắn con kia đụng râu luôn hay gì á. Không, đụng râu sẵn á. Râu sẵn rồi. Mất hồng rồi với nồng mất hồng rồi. Mất rồi, mất màu rồi. Dứt ra một cái mất màu. Con kia nó cầm ghê quá mà. Đục. Tính ra bắt dế nhỏ thì đá thấy lợi hơn đó. Đúng rồi. Ăn đồng giống bài mà. Rồi nha. Đồ để quay quẻ thêm một kiểu. Chưa đâu quên mạnh thức còn lực nữa. Chưa đâu quên giang hồ đó. Con kia nó đang ở giống như kiểu cái thế mà nhỏ mà lầy không? Tới rồi, chạy ra. Cái con kia nó bị mất một râu á, nó bị nó lúc nào nó thức, nó bị miếng miếng quá đó. Có thấy không? Thấy không? Nó bị hay vô mấy cái thế miếng miếng không à? Đâu dễ gì nút đâu. Trời ơi, nó đưa cái kèn ra thấy không? Nút một kia luôn rồi. Vô. Ôi rồi. Đâu có dễ gì nút đâu. Chạy. Quậy. Trời nó lóng, nó bự hơn nó đi con nó đồng nó trong không chạy. Ủa gì vậy, nó bị sao hả? Con bị dính lại. Lòng tâm à. Không sao, vẫn còn lén đá được. Chạy cái xong rồi quay qua chốt cái quay lại đá tiếp xong rồi quay qua chốt cái quay lại chạy quay đá tiếp còn làm gì đó nó đứt đầu nhìn nó khó chịu quá, đứt đầu nó mất lợi thế gì nữa chứ bộ đó. Hay do anh em thấy không, nó còn đá qua một bên thôi mà đó nó không thấy đường, nó không thấy đường diễn biến bên không chạy rồi chưa đâu vô ăn đó nó nhất thấy không, nó không thấy đường luôn mà. Nó không thấy đường. Nó không thấy đường. Dứt. Đó nay chặt nào cũng hay hết ta. Đã lật ta luôn. Lật ta là nó không thấy đường bên á. Gắm nó. Thế quá. Nó quay không, nó không trúng trong nhắm được á. Con. Con quên nhau nó bị cái kèn ra nhìn đã quá ha. Nó bụng nó lộn quăng bên không á. Tại khu rồi. Chuyện nói rồi. Nãy rồi. Rồi số 10 ra. Máy quay thì ở số 10 ra nha. Nó nhét nên quay. Không gạch luôn, bắt nếu được. Còn nhân trong hàng á. Còn nhân báo hạ được con rồi. Canh ra hàng ghế chụp trước miệng hang á, chia miệng hang lại. Dứt chịu đá rồi. Chịu đá rồi. Đồng đá rồi. Vậy cho con đá quá, con đá quá. Con đồng là con bên đây nè. Nhỏ hơn hả? Chịu đá rồi. Không, cũng gần ngang nhau. Cái đuôi xịt tiền á. Cái đuôi của đồng nó dài hơn. Nhân nó đậm hơn màu hơn. Ừ. Cái đuôi cục trời nó chạy không? Thì nó nhân chạy đúng không? Chạy. Con số 10 nó chịu đá người kia lắm. Mất màu. Trời. Dứt. Trời. Mất màu. Hết lần rồi. Với anh vẫn nhỏ hơn bập đúng không? Nhỏ hơn. Con bẻ nghe bẻ càng một càng là thấy cái mà trời. Dứt. Rồi chạy rồi. Một con trường thả hắc long vô tính lụm tiếp này không biết lụm được không. Trường vừa sáng nay là vận may dữ lắm. Với sĩ đâu trường ở trường con ác long vô công thành tiếp nha. Tình bảo ha.
Dứt. Nó mất thằng rồi. Quay con đó cho chắc. Chiến lan của trường nha anh em. Rồi thả luôn đi. Vô. Chiến lan vô gặp con số 10, tướng của ta số 10. Là xanh hơn nhát. Mấy con kia lại vô nó là pha này chạy nữa. Ra kia nó tát mấy tát vậy à. Quay đi rồi. Thôi cho nó đá cái cũng được. Còn cái cây nó bị sao vậy? Nó mà đánh rồi, Đi im luôn. Riêu đó. Đi vô. Đi cho nó tỉnh chút đi. Cái cây của ông trường ngắn quá, thường học tay vô nó nhát. Mà riêu cái tiếng nhiều chỉ quá ha. Đi tay vô nhé. Đi. Vô. Mày con thành bắt đầu. Dứt này. Con này đâu? Dứt này. Dứt này. Hai con kìa. Hai con đều thúc ngon. Dứt này. Dứt này. Dứt này. Dứt này. Dứt này. Hai con này ngon này. Con này cá. Cho con trùng lắm à. Con trùng lắm lắm. Chạy ra, con cần chạy ra. Chưa. Con nó hút đó mà. Hút lòng mà. Kia này chua nè, còn nó của trường. Còn nó trường ngoài đó. Dứt này, cùng hai con cũng nó dạt ra không à. Nó căng lực cơ không. Cái nào sướng cũng đó luôn á, từ anh em. Đừng cử động. Nói á. Nói chung là do giới này nó còn lạ, còn nhét. Ôm sao tiếng nói nó nhét vậy. Dứt này. Dứt này. Quyền mà chưa chạy. Không biết chạy là gì rồi. Quyền mà chưa chạy. Ê. Trời nó bị cắn tiếp rồi kìa. Bị cắn vô bụng tiếp một cái rồi kìa. Chưa chạy. Nó đã điên rồi. Trời nó điên nó đá vòng tròn. Nó đã điên luôn rồi. Cắn nhiều lắm á. Bị cắn nhiều lắm rồi đó. Bị cái giò bên trái nữa nè. Con chưa chạy. Con chưa cắn giò không? Con chưa chạy. Má lì ơi. Con chưa chạy. Mày ác quỷ luôn rồi tao. Nhập nó không vô. Nhập. Đầu má nét quá. Con kỳ gà quá. Rớt cái giò chân. Rớt nhìn đầu nói không rộng mà nó cứ nó vậy đó. Rớt cái đầu. Mày ghét trời thầy. Trong mọi chuyện có thể. Cái đợt bác xin tiếng bẻn. Chảy nhiều quá. Đó. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu trường ơi. Nó bị mất một chân á. Trường ơi, trời ơi, hết rồi luôn. Đây nói là kẹt nó keo. Không có vụ mà bắn nước giữa đó. Má tàu lọc kiều mà. Không mà hay mà, hôm nay đá tông này. Không keo mà. Chưa chạy. Chưa chạy. Má có đồng á. Chưa chạy hả? Cần rồi. Cần hết mộng vẫn còn. Tôi đá cho năm á. Chưa chạy cũng trường cũng lì ghê không á. Rồi bung rồi. Rồi đầu luôn rồi. Đá không luôn. Đá kìa chạy luôn rồi vòng vô đá tiếp ghê thì. Không mà vậy là hay rồi. Đá con kia chạy. Con ơi. Quất luôn đi. Một gặm rồi chạy ra. Thả lại cái con mà rụng mất một giò mà nó không chạy nè nha. Lấy hai sĩ này, con lấy hai sĩ á. Dưới đây vô nó to chứ. Riêu lại. Con này lấy gì cục cái giò trước nữa kìa. Đồ vô nó tấp đông hang. Con em chắc ngụm nó luôn á. Riêu con em. Con này nó thắng nãy hồi nãy nó thắng là nhờ cái hang chứ đâu. Đúng như nó quay giùm nó. Cục người nó gãy là mày gãy đi tiệm. Con nó có đánh đồng rồi phải không? Không, con này đồng rồi, đồng rồi. Mày một con một mày. Mày lì hả? Mày gặp ác quỷ rồi. Ok, vô. Dứt. Coi trận này coi. Nếu mình vẫn thích coi trận của Chí à.
chơi thôi. Cái đồng căng quá, căng lửa quá. Cái luồng này vậy chú đồng rồi bầu ăn mẹ nó đi. Tỉnh với con. Tỉnh với con. Con kia nó to sai không mà sợ vậy. Con kia nó to sai không mà, con kia nó to sai không mà sợ vậy. Con anh dí mà phải không? Ừ đúng rồi. Con anh, con anh lực nhỏ mà hút con anh nó đồng hoài. Con hoài á, con anh hoài á. Rào 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 nó dí con rào chạy ra. Nhanh dữ vậy. Con hả, con nè. Thủ là chết tao. Con đồng nó làm chắc. Thủ gì mà thủ? Thủ gì mà thủ? Thủ được rồi. Rồi thủ được rồi, thủ được rồi. Trắng hả, trắng hả, trắng hả? Gãy càng luôn, bị gãy càng luôn chứ trắng gì. Xong phim. Rồi quá hơn chút. Chứ em chuyên cái chuyên giết cái đại tướng không cho mấy con ghê. Anh muốn coi nó đá quá mà không ai dám chơi với em. Buồn chứ. Vô. Dứt này, dứt này. Dứt này. Dứt nè. Dí nó lên luôn. Dứt nó lên luôn. Nó điên rồi, nó quá điên rồi. Dí nó lên luôn. Nhiều rồi dí nó lên luôn. Chạy. Trời ơi. Con bảy này nó lục quá. Nó tắc bi liên tục luôn à. Rồi để thằng chuẩn lắm. Rồi vô luôn kìa. Rồi có đây dứt được 90 phút. Bự. Con ngoài bự con trong này. Con bự hơn. Con hút đi chứ. Vô này mà còn bự nhỏ gì nữa. Rồi luôn. Dứt luôn. Dứt. Lớn như là con số 1 đó. Thủ với là con của trường nha. Trường này có thắng một con nào á. Không có chưa được, chưa đá. Con trường thắng con rồi. Thắng hả? Thắng. Chưa đá mà. Quên rồi, là theo bỏ đá không ơi. Từ bắt anh em ơi. Từ em, từ lúc em. Bỏ tay ra đi, bỏ tay ra đi. Dứt. Dứt. Trường ở trường. Số 1. Ác quỷ này. Con nào thúc mạnh hết đó, con nào thúc mạnh đó, mà con là con muốn áp đảo không? Tìm. Quá trời tụi mình. Ra tìm luôn. Dứt. Đá con trường nhảy đúng rồi. Nhảy đó. Cú này nặng quá. Mất màu. Chạy mất màu. Dưới máy. Muốn mất màu rồi, nó hơi lơ lơ. Chạy đi với mắt. Cú này nó bị sao ta? Rồi vô kìa. Vô đi con anh lại, con anh lại. Rồi. Nó gặp máy nó không chạy luôn mà. Mất màu chút rồi. Hàng này khúc ghê chứ. Nào khúc không ghê đó. Đi. Chạy rồi, trận 2. Tiễn một con tù binh của một trường đây. Nãy giờ nhúc ba con hả? Nhúc một con tù binh của trường đây. Dứt. Mày nó điên chết mẹ rồi. Trời ơi. Đoạn. Để đưa lại lại tướng hàng. Nó hiệp 2. À hiệp chứ chung kết chứ, chung kết. Trời ơi, nó gầm hết bị bay luôn rồi là. Nó vào rồi. Chết hàng rồi. Hết hàng sử dụng rồi. Chưa. Cố lên. Chết mẹ rồi. Lờ. Chưa hết hàng. Nó muốn ề kèn nó muốn tới rồi. Muốn lùi đã. Nhưng mà nó vẫn cố gắng sống chết luôn, khô máu luôn, không còn gì để mất. Cú đó chất lượng, thúc lên bay không à? Cú đó chất lượng. Cú đó chất lượng. Chưa, chết trường rồi. Knock out trường. Không ăn trường rồi. Lực keo rồi. Mày chạy đó. Không bắt con nào. Dạ ai ăn quá. Chỉ cô Vũ. Rồi em ai theo trường đảo nó lon bia vô uống này. Mày uống bia mềm đúng. Anh nhăn không? Theo hết rồi. Thôi đã lại em trường á. Em trường á. Một lon bia nha.
Theo qua anh Nhân luôn nước ngọt nè. Rao, quay đây, ra đâu. Đi vô. Chiến trường hung quá. Chiến trường hung hơn. Nếu mà thua gặp tôi quá trời luôn rồi, bóng tụi bên rồi. Dứt. Trường rồi, rồi, đẩy một phát đầu rồi. Trường là trường. Không dễ ăn. Con phụ chứ cũng không dễ nuốt đâu nha. Đã xảy về ha. Con phụ mà không dễ nuốt đâu nha. Con phụ chứ không dễ nuốt đâu. Rồi, cắn đi cổ rồi. Nuốt đâu. Ai cắn ai? Chưa. Ai cắn ai? 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 Ai cắn ai chạy luôn này ở dưới phụ rồi không sợ. Hai. Quay xoay lên đường. Thả luôn đi. Bây giờ thả luôn đi. Rồi con cù lẳng của anh Nhân đã thắng con cù một á. Ra bước với con số. Nè con ba cù lắm chứ bộ. Ừ. Này con này đã công thành luôn rồi đó. Công thành đã công thành luôn, đã công thành luôn. Dứt một nhịp nữa. Dứt gầm kia bự quá mày á. Thì mát cù lắng tin tưởng cù lắng lắm á. Tin tưởng này. Lấy hai vé cho anh em. Dễ gì lấy hai vé cho anh em. Dễ gì lấy tướng Thủ Thành. Lấy hai vé cho anh em. Lúc đó. Bẻ nó lại, giật qua bên càng to lắm, càng to lắm, nghiến lắm. Bẻ nó qua bên dứt luôn. Đó, đúng rồi, một đáp. Dễ gì mà chạy. Gắt chân anh đồng. Gắn nó, giết nó luôn, lật luôn, sống luôn. Santo. Vẫn chưa chạy, đụng vào Nhân lì. Lì hả anh Nhân? Lì hết nhân quất nó đáng bụng đó. Xong con nào dễ đâu nhận, có dễ chưa đâu chưa biết chưa biết luôn vẫn còn khỏe luôn. Hai con vẫn rất khỏe đẩy ngang nhau luôn dứt nó một cái đủ không chưa dậy còn rồi cứ nặng quá rồi xong cứu nó không buông mới sợ bao nặng luôn á. Dứt cù lặng khô máu luôn giật nó xuống chết mẹ rồi tới rồi quất hay quá này lại lùi lại một bước để nó tiến tới rồi luôn xong rồi tưởng nó này ra rồi ha chưa còn chưa đâu nhưng mà khả năng rồi không được rồi Thôi rồi. Hứa rồi. Con kia tới rồi đó. Con mình cũng tới rồi đó. Cô đẳng tới rồi đó. Nói chung là con này cũng tới. Đúng rồi, con kia nó lì thêm chút nữa là xong rồi. Trời ơi, qua gặp máy là khác nha. Đó. Biệt dàn khô máu luôn. Rồi. Không bì nữa. Không bì thứ 6. Không có tiền chưa coi.